chào nha anh em. Máy chia của anh em đồng nghiệp được con GX100 này. Nói chung ra giá bếp mua thì chắc bán không nổi, thì chắc anh em không có chia lại xài nổi. Tại vì chủ đích thì cũng mua về để chạy á, thích cái dòng này. Thích cái dòng này, mặt này nó xấu nè. Ít ai chơi nhưng mà tại vì mình thích. Biết đường đâu nói anh em ơi. Đó, nhiều khi con vợ mình á có bằng ai đâu. Đó, nhưng mà mình sống cũng ăn đời ở kiếp á, có nhiều cô một khi đẹp hơn quyến rũ mình cũng không có mà đến với nhau được, nó giống cái xe không giống gì. Nhiều khi liên tưởng quá viển vông nhưng mà thật sự nó giống vậy đó. Con này của anh em đồng nghiệp chia lại thích quá, ông chạy cũng lâu dữ rồi, đẹp lắm, chia lại chơi. Vỏ đầu này thay rồi, thay mới rồi. Cái dòng này thì nó đặc sản nè anh em, đi đặc sản ha, nó nổ gì đó mà cái nước sơn đen này nó cũng dễ lắm anh em ơi, nó không quan trọng đâu. Có thời gian thì phun lại đây cho nó đẹp. Mấy cái này thì còn zin hết, 208 nè, con này 208, xe này ít nhất cái này nè. Đó, anh em mà chơi xe cùng tần số với nhau rồi đó, giờ mày vô rồi là hiểu em nói cái câu thích. Tại sao thích, tại sao thích anh em cho cái bình luận cho anh em đó. Chia là hai mấy triệu đó. Mua nhiều khi mình còn không tin mình mua vậy đó, nhưng mà thôi kệ, cái cốt nó bảy màu nè em nghĩ như vậy nè anh em. Cái nào nhiều khi cái nào em thích sẽ có anh em thích, bởi vì em không ngại đâu ha, cái nào mà mình thích sẽ có người khác thích thôi. Cái bồ nè, hết biết cái bồ. Cái bồ cái cổ nó, cái này là dữ lắm nha. Con xe này là cái dòng xe này là ghét nhất cái cổ bồ, chuyên gia một cổ. Tại vì anh em biết sao, cái cổ nó rất là dài. Nó dài và nó thấp. Rất là thấp ha. Đó, nhưng mà con xe này có bồ zin đó anh em dòm nè. Nó còn đen thui á nè. Ha. Nó chỉ ẩn ẩn đỏ tí xíu á, không chừng cổ rồi chứ đen thui. Em thì lại thích cái tiếng nổ của nó. Bởi vì chơi luôn. Nghe đã, chịu nổi nè. Trời ơi, đục xăng quá trời. Gương zin nó còn nha, khóa phụ nó cũng còn luôn nha nè, còn đầy đủ hết. Coi cây này nó có xài chưa, cây này nó chưa xài luôn nha. Mã số là Q607. Dây zin nó bị nhăn nếp chút xíu đây, vậy thì phải chịu rồi. Nó sao nó cũng thay rồi anh em ạ. Này là 8, này là 9. À, con này 209 nè. 209 là mắc đời của này nè nha anh em. Quay gần 10 là nó hãng Honda, nhà Honda họ lên quay GSX nhưng mà là 110. Tem nó chạy đấy chứ, chạy tem thôi. Đẹp. Anh em mà thấy đẹp cho em xin một like anh em. Anh em chưa đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ anh em ha. Chống dựng ngang dựng giữa thì còn chưa hết. Đã những cục cao su này, giò số, giò thắng. Cậu nè. Đó. Hơn nhau cái khúc này nè. Hơn nhau ở những con xe giá trị vài triệu và những con xe là 1-20 triệu anh em ha, nó phải có sự khác biệt chứ. Quá trời, ốc tán bảy màu, bảy màu, con nào với con nấy nha.
quá trời cái mâm đẹp, cặp mâm hết có biết cái cặp mâm, mâm nó đẹp nè. $42.000 thay hết cặp vỏ mà xe nó đi kỹ anh em dòm, từng chi tiết từng chi tiết. Nói chung là mấy cái này thì dặn xe nhỏ rồi, mấy anh lớn lớn, mấy anh chơi xe lớn rồi coi mấy con xe này, coi xe này dặn như xe nhỏ rồi, nói rồi nó có xe cỏ này kia rồi, nhưng thật sự ra là nó không phải vậy đâu này. Đó, xe giờ quan trọng mình thích nè, đừng có nói bự nhỏ chứ đó. Nhiều khi xe đó là xe bự của anh đó nhưng mà tôi không thích đó. Cái nào mình thích thì mình chơi thôi, chứ nhiều khi đồ bỏ của người ta là đồ quý của mình chừng. Đã quá, xe này ông cũng đậu mà ít chạy lắm, về anh đậu. Đó, rửa gáy sạch sẽ, về trời mưa này là không đi gì đó, để dành trời nắng nắng mình chạy bon 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 chơi, chạy tầm 40-50 để mình ngoái ra mình nghe tiếng bô đồ. Còn anh em nào có cái sự đam mê giống em thì chuyển cho em 26 năm đi em gửi luôn ha. Đó rồi, cảm ơn em, xe quá trời cái xe.